Kính chào quý khán giả đã xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Mấy hôm trước Đồng Hải đi ra ngoài Hà Giang thì ông bà Trần có biết nên đã gọi điện cho Đồng Hải bảo với Đồng Hải là lúc nào tranh thủ chạy lên để xem giúp cho cái máy phát điện, bởi vì thời gian này không hiểu lý do gì mà điện nó rất là yếu. Nên mấy hôm vừa rồi Đồng Hải cũng còn bận một số công việc nữa, vừa đi lên trên nhà cháu Xính rồi đi lên trên Đồng Văn lên Yên Minh. Đến hôm qua bắt đầu Đồng Hải mới về đến Hà Giang. Đây là sáng nay thì Đồng Hải mới tranh thủ đi lên chơi với cả hai ông bà, vừa để xem cái máy phát điện nó như thế nào. Nhưng mà theo như Đồng Hải đoán thì chắc là có thể là cái mùa này là nước nó cạn, nó yếu, không nó bị e. Vì nếu mà sử dụng cái máy này ấy, cũng phải biết về nó cơ. Nếu ít nước ấy, thì mình là phải vít phía cái đầu ống ở bên dưới trước khi nó hụt vào trong máy ấy, cho nó thu nhỏ đi thì nó không bị e nữa, thì nó sẽ đảm bảo vòng tua. Mặc dù nó không khỏe bằng lúc nhiều nước kia nhưng mà nó vẫn phát được tương đối. Nhưng mà nếu mà để nó đã e cái không khí vào rồi ấy, thì nó sẽ bị giật và nó sẽ rất là yếu. Với cả cũng tiện thể lần này Đồng Hải đi ra ngoài Hà Giang và chắc là cũng còn lâu nữa thì Đồng Hải mới lại quay lại đây, nên Đồng Hải cũng muốn lên để chào tạm biệt ông bà, ăn bữa cơm để chia tay. Để biết tính của ông Trần rất thích cái cá to ấy, nên hôm nay Đồng Hải cũng phải tranh thủ chạy ra chợ này mua một con cá rô phi đơn tính. Hôm nay thì mình không mua được con cá to đâu, bởi vì con này to nhất thì mới được cả 2 cân đuối một tí. Vừa đi đường nó dãy rách cả túi, đồng thêm cái túi lần nữa. Cá to rất là ngon. Ông Trần thì rất thích cái con cá to này, mà cũng rất là tiếc vừa rồi là mình bảo là mình sẽ mua tặng cho ông một ít cá giống, nhưng mà vì cái thời gian này vẫn là đang cái mùa rét ấy, nên ở trại cá giống người ta chưa có cá, phải đến bắt đầu trời ấm lên sang hè cơ thì các cái trại cá giống họ mới bắt đầu nhập cá về, rồi họ ươm rồi thì, hoặc là ấy thì họ mới bán. Ao có cái ao thì nói thật sự là cũng không thả được nhiều đâu, giỏi lắm thì thả được khoảng độ 50-100 con là cùng. 100 con là quá dày rồi ấy, bởi vì cái ao nó không sâu. Nhưng mà ông rất thích cái giống cá to này, chứ ở trên ao thì chỉ có cái cá rô phi bé tí, toàn xương là xương ấy, ông bà không ăn được. Nên là từ hôm mình mua con cá to lên là ông rất là thích. Nên hôm nay mình lại tiếp tục mua một em cá nữa để lên làm một bữa cơm liên hoan với cả anh chị ấy. Thật sự là mình cũng coi anh chị như là anh mình thôi, rất là quý. Bởi vì cái tính của bác Trần rất là thật thà, sống cuộc sống rất là vô tư, rất thoải mái. Bây giờ thì Đồng Hải đang đi ở trên dốc Tà Mò rồi. Từ đây đi xuống đấy còn khoảng độ 6-7 cây nữa thì mới đến cái đường rẽ đi lên trên đồi. Không là phải đi mất tầm 2-3 cây số, 2 cây số thì mới lên đến chỗ gửi xe. Sau đó đi bộ mất khoảng độ 1 tiếng rưỡi gì đấy. Nếu mà lúc đi khỏe thì đi mất 1 tiếng, còn lúc mệt mệt thì phải đi hơn 2 tiếng. Bởi vì ở đấy nó dốc lắm. Hôm nay thì chắc là đi cũng nhanh thôi, vì là cái trời hôm nay nó mát, nó không nắng. Những cái ngày trời nắng đi leo dốc thì thật sự là nỗi kinh hoàng luôn. Mọi người ạ, ở đây mình đi đường thì gặp hai. Xin chào nhá. Hello. Cái anh người nước ngoài, là anh ấy đi đến đây thì thấy có hiện tượng dầu nhớt của cái xe nào đấy đổ ra đường đây này, nên là các anh ấy đã bị ngã
và anh ấy đã ra hiệu cho mình, chứ nếu không là mình cũng bị ngã đấy. Đó là cái tinh thần của người nước ngoài, người ta rất là tốt, rất là nguy hiểm. Đi bên ngoài, đi bên ngoài đi. Ok rồi, rất là nguy hiểm đấy. Cảm ơn nhá. Ok, thank you. Thật sự là những cái xe người ta làm như thế này mà người ta cũng không có ý thức, rất là nguy hiểm. Thật sự là cũng may cho Đồng Hải, những người nước ngoài mà người ta ý thức rất là cao mọi người ạ. Bây giờ mình đi bẻ thêm cành cây nữa. Đấy các bạn ạ, vừa xong thì mình thấy cái chặng đường rất là nguy hiểm mà mình không thể làm nào bằng cái phương pháp xử lý được, mà đi thì rất là không yên tâm, nên mình với cả hai cái anh người nước ngoài ấy đã lấy cái một số cái vật dụng để che chắn ở phía bên trên, tạo cho mọi người khỏi đi vào. Và mình tìm được cái số điện thoại của Sở Giao thông Hà Giang đây này, đấy, và mình đã gọi cho họ để bảo họ lên xử lý. Alo ạ. Dạ, đây có phải là Sở Giao thông Hà Giang không ạ? Vâng, tôi báo cho chị là chị xem bố trí cho một cái đơn vị nào ấy, coi như là ở bên chỗ dốc Tà Mò ở phía bên đường đi Bắc Mê ấy, nó có một cái vũng dầu nhớt đổ ra đường rất là nguy hiểm, không biết của xe nào. Vừa rồi lúc nãy là có hai người nước ngoài đã bị ngã đây, nên đường rất là nguy hiểm và lại đang dốc xuống rất là dài nữa. Nên vâng, thì em bố trí giúp cho nhá, và cảm ơn rất nhiều các bạn ạ. Vừa xong thì mình đã đi xuống dưới kia một đoạn rồi, nhưng mà không yên tâm tí nào, bởi vì cái chặng đường này nó dốc ở trên xuống đúng cái tầm rồi, không lại chuẩn bị cua nữa, rất là nguy hiểm. Nếu bất kỳ một cái xe máy nào mà lao vào đấy là đều ngã hết, nên mình mới tìm được cái số điện thoại của Sở Giao thông Hà Giang để mình gọi điện cho họ và báo. Bây giờ thì mình mới yên tâm để đi, chứ còn nếu mà như thế kia nhá, chỉ mình cũng phải lấy cái cây mình chắn tạm lại, chứ nếu không ấy thì những cái xe ô tô nó đi qua đây và nó lôi ra thì nó thật cả một chặng đường dài trơn thì rất là nguy hiểm, nhất là trời lất phất mưa này nữa. Bây giờ thì Đồng Hải tiếp tục đi lên đường. Đây các bạn ạ, bây giờ thì Đồng Hải đã lên đến chỗ nhà em trai của bác Trần, thì mình gửi xe ở đây để mình đi bộ. Bây giờ lại tiếp tục cuộc hành trình đi lên trên đấy. Ông Trần vẫn khỏe chứ anh? À, ông ấy, ông không uống rượu là được, nhưng mà ông mà uống rượu tí vào là dạ dày đau ngay, uống nhiều tí là dính ngay đấy. Thôi chào anh nhá, anh đi ra đây. Hai anh em thế mà ông này nhìn trẻ hơn cả mình, cùng tuổi đấy. Cùng tuổi nhau mà ông ấy nhìn còn trẻ hơn mình đấy. Đây là em Đồng Hào, còn bà vừa xuống. À đấy à, mới chứ còn bà. Đấy vừa hôm qua, chiều hôm qua mình mới đi quản bà về còn sương mù mịt lên. À, mưa to quá. Ở trên đấy mưa to mà. Hôm nay về nó tiếng mưa to. Đấy, vừa mới hôm qua mới từ trên trên Yên Minh về. Trồng có thối hết mà. Thế à? À mưa quá thì cũng thối nhỉ. Nắng quá thì lại héo. Cũng khổ. Nó bắt đầu nó lên được rồi thì mà nó gặp mưa thì tốt nhỉ. Đấy như cái nước đằng Xính vừa rồi là rất là may. Nó đang sắp sửa khô nữa rồi thì có cái trận mưa thì bây giờ là tốt rồi. Trồng hết cho chú. Nó trồng hết ngô rồi. Còn năm nay không trồng tí lúa nào, bởi vì nước ít quá. Thế thôi, thế chào anh nhá. Rồi chào đây nhá. Dạ. Bây giờ thì Đồng Hải bắt đầu. Ồ, lên đây đi nhiều lần rồi, lên giúp ông bà nhiều thứ. Cái thời gian trước là định cũng lên để cố gắng để giúp, để kêu gọi để chuyển nhà cho ông ra ngoài này này, nhưng mà khó quá, thời gian này khó quá. Bây giờ thì Đồng Hải lại tiếp tục cuộc hành trình bách bộ thần quyền. Cũng rất may là hôm nay trời nó râm ấy, nên mình đi lại nó cũng dễ, mà nó cũng tạnh mưa thì nó không bị trơn nữa. Mọi người ở đây vẫn đang làm nương như kìa. Cuộc sống chỉ có nương dãy này thôi, chứ không có ruộng, ruộng ít lắm. Nên tại sao cuộc sống người ta rất là chịu khó nhưng mà cũng vẫn thiếu thốn là như thế mọi người ạ. Đấy,
Bây giờ mình xách con cá. Bao nhiêu là nó tính tiền 2 cân trừ đi mấy nghìn. Đường này thì tương đối dễ đi. Và bây giờ mình tắt máy để tập trung và đi bộ thôi. Mọi người ạ, cũng mới có thời gian thôi, mình không đi lao động mấy, mới cả không đi leo dốc. Thế mà hôm nay đi leo dốc đi lên trên nhà ông bà Trần ấy, bây giờ mới được có nửa đường thôi. Đây này. Cái đường từ dưới lên kìa. Bởi vì nó dốc ghê gớm lắm, đấy là hôm nay trời mát đấy. Thế mà muốn đứt hơi rồi. Mà có đem gì nặng đâu. Xách mỗi cái con cá 2 cân này. Mọi người nhìn thấy, to vật vã luôn. Đến đây là phải nghỉ lần thứ mấy rồi đấy. Ở đây có cây rau này, non lắm. Tươi mơn mởn này. Nhìn này, nhiều người cứ tưởng tượng là có thể câu nấu ăn được. Đấy, những búp rau này. Nhưng mà cái này nhá, chỉ cần đến đây thôi. Cần từ đây lên đến trên kia thôi, chứ không cần nhiều. Là sẽ coi như xóa nợ, xóa một kiếp người luôn đấy. Cây lá ngón. Ở đây nó mọc nhiều lắm. Mà lại đặc biệt cái giống cây này thì lá nó rất là đẹp. Đấy mọi người nhìn thấy không? Như lá cây hoa thiên lý. Cái ngọn nó mơn mởn. Cái búp non này càng quyến rũ. Thế mà nó độc kinh khủng luôn. Nên là tất cả những người nào đi rừng ấy, lần đầu tiên mà chưa biết thì tuyệt đối là không động vào mấy cái lá cây linh tinh này nhá. Ở trên này lá càng đẹp, hoa càng đẹp thì nó càng độc. Bây giờ thì Đồng Hải đã lên đến chỗ cái đỉnh dốc cao nhất rồi. Từ đây đi về nhà ông bà Trần thì còn tầm chỉ khoảng độ 200 mét nữa thôi. Đoạn này thì đi đường bằng, xong một chút nữa là thì xuống dốc nữa là đến nhà, nên bây giờ cũng không còn lo bị đuối sức nữa. Tính ra là từ dưới lên đến trên này là mình phải nghỉ. Lần vừa xong là lần thứ tư rồi đấy. Bởi vì lâu ngày mình không đi bộ. Bây giờ mỗi ngày tuổi một cao nữa. Mấy hôm vừa rồi lại đi mưa nắng thất thường liên tục. Ở đây thì đang có cái tiếng máy cưa của chỗ xóm người Dao, người ta đang xẻ cây. Cái mùa này thì họ cắt cây, họ sửa nhà nhiều lắm. Từ trước Tết đến giờ là ở xóm Tày ấy, ở trên chỗ dưới này ấy, cách đây mấy cây số thì lại có xóm người Dao. Cái đường thì cũng đi lên nhà ông bà Trần được, nhưng mà dốc dựng đứng đi còn dốc hơn bên này. Nên ít khi nào là mọi người đi đường lắm. Chỉ có xóm người Dao họ lên đây, họ thả trâu thả chiếc ấy, họ đi lấy măng thì họ đi rồi. Nói đến măng thì hôm nay mình lại đang định làm một chuyến áp phe măng. Có cái cô là khán giả của mình, bây giờ cũng là coi như là em gái của mình ấy, ở Sơn Tây. Cô ấy định bảo bọn cháu xính lấy xem măng nó hợp lý thì lấy gửi về cô bán hộ cho ở gần nhà, nhưng mà thật sự nó chênh lệch không đáng bao nhiêu, nó cũng không bỏ. Mà cả bên chỗ nhà cháu xính thì bây giờ người ta cấm không cho lấy măng, nhưng mà ở đường này thì họ vẫn lấy măng thoải mái. Vừa lúc nãy mình gặp mấy người đi lấy về thì họ vẫn bán 10.000 cơ. 10.000 thì về dưới xuôi nó chỉ được 12-14.000 thôi, còn tiền cước về nữa thì là không có. Nên chắc là mình bỏ chuyến áp phe này. Định làm ăn lớn một chuyến để kiếm một mớ tiền đấy, nhưng mà khó khăn quá. Đấy, bây giờ đi qua cái hồ trên núi này, nữa là đến nhà ông bà Trần. Đây là một cái vũng trâu đầm nha mọi người ạ. Đấy, đã có tiếng chó sủa đấy. Đàn chó nhà ông tinh lắm. Rồi cái vũng nước này, kiểu trâu nó đầm nhiều, đất nó mịn, nó không bị thoát nước đi. Nên lúc nào cũng có nước.
Mình phải kiếm cái gậy, không là rất nguy hiểm. Đây mọi người ạ, nhà của anh chị Trần thì đã xuất hiện trước mặt mình đây rồi. Từ xa mà đàn chó đã phát hiện ra, sủa ầm ầm rồi. Không biết có ai nhà không đây. Ồ, mình thấy có một cái hiện tượng mới. Chưa thấy có tiếng ai trả lời mọi người ạ. Đấy, đàn chó rất là hăng. Đàn chó trước cháu xích bắt lên trên nhà một em đấy mà cũng tùa, không sống được. Hích, bụt đấy. Bây giờ mình phải tắt máy đi để đề phòng lũ chó này đã. Đấy, không khí mùa xuân vùng cao thì vẫn còn đây. Những bông hoa đào vẫn đang rực rỡ này. Tận những nơi hẻo lánh này, nhưng mà đặc sản ở vùng cao thì vẫn là những cái gánh hoa đào. Còn những cây cọ này. Đây chính là bác cái rồng lấy khoảng độ chục cây cọ thì tốt. Ông Trần ơi! Chắc là ông bà ở đâu vắng hết rồi sao, không thấy ai. Ông Trần ơi! Ồ, không có ai nhà rồi. Cửa nhà được rào rất là kỹ mọi người ạ. Đây này. Ôi, cái đào này đã ra rất nhiều quả. Đấy. Nhiều quả lắm nha. Này gì đâu, quay đi quay lại được 2 tháng nữa là lại được ăn. Năm nay thì mình không được ăn đào ở trên Hà Giang rồi. Trong vườn này cây dâu cũng đang rất là sai quả. Ồ, không thấy ai ở nhà nhờ. Rồi cứ đi vào đã. Mọi người ơi, những sắc hoa đào này đẹp không? Đẹp lung linh luôn. Ngày Tết chỉ cần có một cành nhỏ nhỏ này thôi là rất là đẹp rồi. Mang sắc xuân về. Đây có một cây trứng gà mà mùa này không có quả. À, chín hết rồi, chín trước Tết rồi. Sau một hồi đi tìm thì bây giờ mới thấy bác Trần đang ở chuồng bò. Không biết đang làm gì đấy. À, chặt tre à? À, anh rào lại vườn này à? Ôi giời, một mình rào này thì lâu lắm. Vâng. Một mình làm mệt lắm. Chị đâu? Chị đâu rồi? À, chị đi đâu? Chị không kia đi. Bọn đi chợ mà. Đi chợ từ hôm kia à? Đi chợ hôm kia. Hôm nay là 4 ngày rồi. Chắc là đi con rồi lá. Sang làng xính nhá. Chắc là đi con. Chắc là đi lên trên con rồi. Đi chợ xong đi lên trên con. Không đi lâu thế đâu. Lên chỗ nhà hàng xính nhá. Hả? Lên chỗ nhà hàng xính nhá. Chắc là đang đi nhà con xính ấy. Em gọi xem, em hỏi xem có thấy mẹ không? Vâng, để em gọi xem. Gọi xem có thấy mẹ không? Vâng. Kì mà. Vâng, vâng. Đây giờ. Thế có thấy nó bỏ đi con nhé. Vâng, vâng. Thế này. Anh bảo là, thế đi về nhanh nhá, có về nhiều quá. Ừ, một mình. Có xem trâu này, xem bò này. Vâng. Trâu hai con lại đẻ nữa. Ồ, mới đẻ à? Ừ, để hai con trâu nhỏ. Để hai con trâu nhỏ. Ừ, thế vừa lấy cỏ cho trâu ăn nữa, làm kỳ vừa là không nổi rồi. Vất vả quá, thật sự là một mình này vất vả quá. Dạ, nên là yếu. À, cái phân này khô mình đốt đi à? Cái cột to quá nó khô rồi. À. Không đâm được, phải đốt đi thành rau xong phào vào cái này. À. Trồng nó mới không có sâu. Vâng, vâng. À, thế đấy. Đã trồng xong, không qua ở hôm kia. Anh mới trồng mua đi. Xong là chỉ đi mà. Vâng, em thấy chú bảo, cái em chú bảo là có vào đây trồng hộ mà.
cũng vào đây trồng ngô mà. Ừ, em chú bảo mà. Em chú bảo là vào trồng hộ. Đấy, đúng rồi. Trồng xong là hôm sau chị đi đó. Vâng, à thế à, thế là hôm sau là chị đi. Trồng xong là hôm kia, hôm trước trồng xong hôm kia là chị đi. À thế à. Em lại không còn cái số của chị, cái số điện thoại của chị đâu, không còn nữa. Là bọn chú có xính. Vâng, để em gọi cho xính thì không được. Đi ở lâu lắm à. Vâng, vâng. Chú có đi con thì lá lúc là ở lâu. Chắc là hay nó có người yêu rồi. Kệ nó. Người ta thích mình thích. Nếu mà nó có người yêu thì bác Trần cũng kiếm người yêu nhờ. Kệ nó. Mình là chủ thì mình là người già thì là chủ thì không biết. Mình hãy đùa cho vui thôi, già rồi bây giờ gì? Chỉ có đi với con cái thôi. Đi con gái với con thôi. Đúng rồi, đi chỗ con thôi, chứ làm gì đi đâu. Vâng. Người ta không thích rồi già rồi. Em ấy lại tưởng là đi qua chợ, em cũng nghĩ bảo hay là chị có bán măng đấy không, thì em ngó là không thấy có bán măng. Thế là mới bảo đi. Chiều đến vui đấy em. Vâng. Buồn quá chiều đến vui. Cái số của thằng Sính ấy thì bây giờ máy nó hỏng lại không gọi được. Thế là cũng không làm nào được. Đây, ở đây là bác ấy có cả máy cày, máy kiếc này. Cái máy này là bác khác làm à? Khác cày. Cứ một mình khác đám làm xuống được. Cái con nó không làm thì vâng. Anh khác làm mà. Nhưng mà làm bằng máy này á. Ờ. À, cũng nổ và giật máy được à? Làm cũng được mà chịu khó rồi em. Giật nổ được không? Hả? Giật máy nổ được á? Ờ, máy nổ mà. Nhưng mà anh giật nổ được á? Nổ được mà. À, khỏe nhờ, thế vẫn còn sức khỏe đấy. Nổ được cả mà lúc xong yếu với lấy dốc. Vâng. Lúc xong yếu lấy dốc thì lấy hơi khó. Vâng, đúng rồi, nó nhỏ này thì bàn này mình lấy thoải mái. Vâng, nó nặng chứ còn bằng này. Em chỉ sợ lúc giật khởi động máy thôi, khởi động máy là nó khó nổ đó. Lúc em phải có một người đỡ. Nhưng mà em sợ là lúc nổ máy mới khởi động ấy. Nổ máy là nó nặng ấy. Cái này nổ nhẹ nhàng mà. À. Nổ bình thường thôi, chỉ có lúc xong dốc ấy lấy dốc. Vâng. Nó phải có người hủ. Thế cái máy phát điện nó yếu lắm à? Dẹn nước. Nó đứt dây thôi gì? Cái đập, nó đứt một cái dây. À, là nó đứt dây thôi. Đứt dây, đứt dạ. Cái chỗ đỏ bàn kia. À, ngay gần đây thôi gì? Đỏ bàn kia cho anh mới đi thử, ồ, nó đứt đi chỗ này. À, đấy, mà xong mới nói, nếu một dây đấy, lại nói một dây đấy, của anh lấy nói một dây đấy về. Nhưng mà dây hôm nọ mua toàn dây mới rồi mà, dây mới về mà cũng dây đứt. Dây mới kia anh lại... Đứt dây mới, đứt dây cũ. Anh cái dây cũ của anh đấy. Nhưng mà nó bị đứt ở đoạn dây mới hay đứt đoạn dây cũ? À, chỉ nối chỗ đứt ghi về thôi. À, chỗ nối thôi gì? Nối chỗ ghi về thôi. Rồi. À, rồi dây ghi về hai dây. Hai vâng. Dây mới được lâu. Dạ, đúng rồi. Thì... Ờ, hai dây mới được lâu. Thì chỗ đỏ mấy bàn nè. Vâng. À. Đến chỗ kia là nó bị ngã một cái cây khô. Thế mà... Đập xuống nó đứt chỗ nào. Thế mà anh ấy thử cái chỗ kia thử. Ồ, nó đứt chỗ này. Vâng. Anh mới nói này về mà. Rồi, vâng. Đấy, à, bác Trần, bác ấy lớn tuổi này nhưng mà bác vẫn sử dụng cái máy này giật nổ lên được để đi cày bừa ruộng ở dưới kia. Đấy. Bình thường nó cảm bảo là dốc xuống dốc lên dốc. Vâng, ruộng nhà bác rất nhiều ở dưới kia. Bây giờ thì lại một mình rào cả cái khu vườn rộng này để trồng sắn này. Bác gái thì không biết đi dỗ nhà con nào đấy. Thôi để em gọi thử nhá, em gọi xem nào nhá. Ồ, đây gói mõ sắt rồi vứt đây này. Vâng. Ồ, em chuẩn bị đi vào miền Nam. À. Em lại đi vào trong miền Nam, em còn lâu em mới ra đây. Ồ. Thế là... Bây giờ phải chuẩn bị về á? Không, thì mấy cả thi mới bảo hôm nay lên chỗ bác mua con cá 2 cân. Lên để anh em làm bữa cơm liên hoan chia tay. Thế... Bởi vì còn lâu mới lại quay lại đây. Thế em còn phải đi lâu mới về á? Vâng, thì còn lâu mới về được thì... Thì lên... Thế có về không? Không. Em một mình em vào. Rồi, nhà em ở trong kia. À... Đấy, thế là quá, anh quá. Vâng thì đi xem có chỉ có ở chỗ Sính không. Vâng, để em gọi thử xem. Sính này đưa về mẹ rồi mình ở nhà nhiều việc quá. Dạ vâng nhá, để em gọi cho nhá. Vâng. Nhiều việc quá. Dạ vâng. Đấy, bây giờ thì bác Trần đang đi hái rau bí. Anh Trần ơi, có lá chua lại làm nắm lá chua nấu cá, nấu đầu cá ấy. Có lá chua ấy. Bác này tay nặng mọi người ạ, tay quá nặng nè. Cái gì ạ? Có lá chua nấu cá ấy. Ồ nha. Ừ. Có không? Ở gần đây có không? Vâng, lấy đi xong. Em làm con cá 2 cân cơ mà. Cá. Vâng, em thấy anh thích ăn cá mà em cũng hay ăn mà. Nên nấu cả em ăn chứ.
đưa rau đem cầm về cho. Ở trên này đi là cứ phải có gậy. Vâng. Thế nấu bằng gì? À nấu măng chua á? Ừ đúng, nấu măng chua cũng được. Nấu măng chua nhá. Lá chua ngon hơn. À nấu lá chua nhá. Lá chua ngon hơn. Đúng rồi, măng chua để lâu quá rồi. Nấu lá chua đi. Lá chua ngon hơn. Vâng, đúng rồi. Đấy, ba cái bảy mấy tuổi rồi mà vẫn giật máy nổ, vẫn đi cày bừa. Đấy, vẫn một mình coi như cái vừa. Chị ở nhà con à? Dạ, không, không ở. Không thấy à? Không thấy ở đấy. Ơi nhà. Không biết, chưa biết là đi đâu. Ồ, thế em không nhảy đâu đó, để ra mẹ xem mẹ đâu. Thì em gọi cho chỗ thằng Hòa, thằng Xính máy điện thoại hỏng. Thế em phải gọi cho thằng Hòa đang ở đấy. Thằng Hòa đang ở nhà thằng Xính, thì bảo là không thấy. Em gọi cho thằng già cũng bảo không ở đấy. Bỏ cũng không thấy. Cũng không thấy, cả nhà thằng Hòa nữa. Được rồi, tí nữa có gì đến chiều em chạy về em đi tìm xem. Ở đấy bây giờ chỉ có nhà nào đâu, chỉ có nhà con gái với cả một nhà thằng ở trên Yên Minh thôi nhỉ? Chỉ nhà con gái với nhà con trai đó thôi. Còn một thằng ở trên Yên Minh nữa phải không? Ở nhà Maxima đấy là thằng có dâu của thằng cả. À hay là xuống đấy nhỉ? Hay là ở nhà Maxima đấy. Nhưng mà nhà ấy thì em không có số. Để tí em gọi điện bảo. Anh cũng mất rồi, không có số. Để em gọi cho thằng già bảo nó, không biết nó có số của bọn kia không. Có thằng già nó ngoài xem. Nhá, vâng vâng. Mẹ ở đâu? Rồi rồi. Bỏ cho bút, bỏ mẹ về ngay đi. Đúng rồi, đúng rồi. Không để nữa. Mà đi 3 ngày rồi à? 3 hay 4 ngày? 4 ngày. 4 ngày rồi. Cả ngày đi nữa. Ồ, được rồi, rồi. Để tí em gọi cho thằng già. Đấy. Thế thì bây giờ tí em phải gọi cho thằng già bảo nó. Nó lại bỏ đi bói. Đi bơi mà đéo một ông mà đi bơi cái đéo gì. Rồi thôi cứ bình tĩnh đi, đi về lại đi. Để bỏ ông chứ nhỉ. Đúng rồi, để em gọi cho nhá. Không bỏ ông mà đi vướng vẩn. Và tình hình, tình hình rất là tình hình ấy. Đúng rồi, chị hay đi cúng lắm. Chị hay đi xem cúng ở trên Khâu Mèng ấy. Anh lúc châu sợ anh mới đi đâu là châu đưa anh đi nhà thầy giảm. Có thầy mẹ không có. Thấy rồi, thấy con cái điện xem mẹ đi đâu. Bây giờ để bây giờ em bảo thằng già nó gọi điện cho mẹ nó là để em nhá. Rồi rồi được rồi, anh đã bảo là đi về ngay nhá em. Rồi phải về ngay. Hôm nọ có đi bán măng không? Hôm nọ cũng đi bán ít măng. Dạ vậy ít dầu dương. Được rồi, được rồi, bây giờ em bảo thằng già. Thế nó bảo là đi, anh bảo là chiều sáng mai mới đi. Thế là chiều này nó đi rồi. Đi đến rồi. Nguy hiểm. Hôm nay được 4 ngày. Chắc có người yêu rồi. Rồi để em gọi nhá. Dạ, nó gọi mẹ. Dạ, vâng. Đi đâu? Dạ. Bỏ đi mấy mà đi lâu thế. Vâng. Cháu gọi cho mẹ cháu thử xem mẹ đang ở đâu không. Ông Chuẩn đang lo lắm. Vâng ạ. Bởi vì là đi 4 ngày nay rồi mà ông Trần đang lo lắm này. Vâng. Tí nhá, cháu gửi cái số của mẹ cho chú nhá. Để bác Trần rất là lo lắng cho vợ. Đây là về xong thì mình phải gọi điện cho cháu già để gọi điện xem mẹ đang ở đâu. Bởi vì bà có lúc thì đi xem bói, có lúc thì đi ra nhà con gái, có lúc đi ra nhà cô. Đấy, cũng rất là khó biết được nào lần. Mà một mình bác ra ở nhà thì rất là vất vả, bận công việc nhiều lắm. Đây mọi người ạ, hôm nay thì mình vào thấy nhà bác là tương đối là mới rồi. Nhưng mà cái mái kia thì thùng quá, cái mái kia phải ấy lại không dột hết. Vừa rồi thì bác có làm lại thay cái bộ cột này. Đấy. Thay cột. Còn là bức tường để nguyên, thay cột, thay cái bộ khung. Những cái dầm, cái xà này. Đấy, thay hết ở trên kia, nhưng mà cái mái thì thủng be bét thế này. Cái này thì không ăn thua, cái mái này thì mưa là dột hết.
Mái này thì mưa dột hết à? Hả? Mưa to thì dột hết. Mưa to thì dột đấy. Dột mà. Nó dột ít rồi nhỏ. Ồ, cái này không được đâu, cái này lúc này. Xi măng về quê bỏ mà xi măng không được, phải lấy cái xăng này, cái xăng bắt đầu cho cái xốp, cái thùng xốp ấy cho vào cho chảy ra tan ra xong bắt đầu chám vào đấy thì nó không bao giờ hỏng, còn xi măng là một thời gian nó nứt hết. Đấy chỉ cái xốp cái thôi, cái xốp cho vào xăng là nó tan nó chảy ra. Xăng cho cái xốp vào xăng, cho cái miếng xốp vào trong xăng, thế là về sau nó thành một cái cục dẻo, thế là mình cứ nhét vào từng lỗ này cái là đến lúc nào hỏng vỡ xi măng thì vỡ cái tấm lợp thì thôi chứ nó không nó không hỏng cái. Vâng, chỉ có mỗi thế thôi. Chứ còn xi măng là không được đâu. Vâng, nó chỉ có mỗi bằng cái mà nó chả tốn tiền gì, nửa lít xăng với cả một miếng xốp to cho vào thì cứ mà tha hồ là gắn hết. Vâng, xi măng được nào được, xi măng là nó nứt hết ngay, một thời gian là nứt tan hết đi. Thế là thay hết bộ cột này, bộ dầm này. Và làm thêm được cái trái đằng trước. Đấy, phía trước này thì bác mới làm thêm một cái hàng hiên đây. Để cho nó khỏi hắt mưa ra mà nó khỏi lở cái đất ở đây nữa. Không thì đất đây, phía đằng trước là đất mượn ấy. Nó sẽ bị lở. Đấy, tấm lợp đây. Bị thêm mất 3 hàng tấm lợp. Như này cũng là chắc chắn rồi, chứ không thì để cái nhà cũ nguy hiểm lắm, các cây que nó mục hết rồi. Vừa rồi thì cái bức tường ở ngoài đầu nhà cái bằng đất ấy, nó đã bị đổ. Thế là bác cũng đã làm lại một cái đầu hồi rồi đấy. Thế... bây giờ thì cái nhà này là tương đối là chắc chắn rồi. Cuộc sống của hai người già ở đây neo đơn nhưng mà xa xôi quá, đâm ra là cũng rất nguy hiểm, nhỡ ốm đau. Đấy, bác đang quạt bể để nổi lửa lên em. Rất nhiều các loại ngô để nhóm bếp đấy. Ở trên này thì cũng rất là sẵn củi. Chỉ cần cho một nắm cái loại ngô vào trong quạt lên cái là nó bùng lửa lên là đã nhóm được bếp rất là nhanh. Đấy mọi người ạ, trâu bò ở đây thì nó thích ăn cái vỏ măng này lắm. Bóc ra vứt ra là bao nhiêu nó ăn hết đi. Đấy, bác Trần đang bóc cây măng vứt cho trời, trâu bò nó chạy về ăn ngay. Con trâu nó ăn ác hơn. Ồ, con trâu mới đẻ kìa. Đẹp quá, con trâu quá đẹp luôn. Còn một con nữa mà không biết nó đi ăn ở đâu chưa về. Chắc ở trên đồi. Cái này thì ông Trần ông cũng nuôi cho cháu. Mà là cũng có được cái phần chia rẽ gì đâu. Thế đi kia một con, còn một con nữa đâu? Con, à con này kìa, đang để sau kia. Con kia để sau à? 17 đã đẻ. Con kia mới đẻ sau à? Ờ, mới đẻ sau. Vâng. Con 17 không nói. Vâng, đấy. 17 tháng 1. Vâng. Của con này thì 17, mùng 7, à. 17 tháng 12. Ờ. Coi như. Cái thằng bò kia thì
24 tháng 12. Nhưng mà cái này nhá, nó đẻ này thì cháu nó có cho mình con nào không? Bởi thế này em à, nó không nói, vì nó không nói mình. Ừ. Nhưng mà mày trông cho nó thì sau này mình chết thì à, nó lo cho. Giả sử giá nhớ nó bán con nào đi thì nhỏ nó cho mình tí tiền gì đấy thì cho. Đấy. Còn bây giờ mình nó cũng nuôi thêm mà. Mình nuôi để lấy phân. Ừ thì con trai bảo là con dâu thì bảo không lấy. Ừ. Không cần. Nhưng mà con trai bảo không, con bố con dâu nói là nói kể nó rồi. Vì bố của con thì con phải lo bố. Đúng rồi. À, có nghĩa là mình nuôi cái này bây giờ để mình lấy phân để mình bón ruộng. Thế thôi. Không bắt đầu đằng nào mình cũng chơi không thì có bao nhiêu thì nó bán thì nó trả ý cho mình rồi thế rồi kệ nó nhỉ. Thế rồi mình mới nói thật là có là ngày cái con dâu thì không đúng rồi, nhưng mà bởi vì bố nuôi trông cho con để con lo cho bố để con có đường đi. Bây giờ mình thì còn đi lại còn khỏe thì còn tự vận động được, mai cái già nằm một chỗ thì chúng nó phải lo chứ gì nữa, đúng rồi nhỉ. Thôi kệ nó. Thôi về. Mẹ thì không phải mẹ nó. Rồi. Thì nó không nói gì nhưng mà coi như còn không lấy. Rồi. Thôi thì về nấu ăn đã. Không. Đấy. Hôm nay có hai anh em ở nhà cứ quanh quẩn vớ vẩn mà ăn cơm muộn ấy. Đấy. Nhà bác Trần có tay nuôi chó rất tốt nhá. Không nuôi được rất nhiều. Thế mà nhà Xính thì không thể nào nuôi được. Bây giờ 4-5 con ấy. Ông ấy bảo cho Xính tiếp mà Xính bảo thôi không lấy nữa, bây giờ nó đang sợ nó dịch mà nuôi nó phí đi. Đấy, bây giờ thì bác Trần mới đang thái măng. Cái gốc nó già quá không? Hả? Cắt bớt cái gốc đi, cái gốc già đấy. Cái gốc già quá. Không già nó ngọt. À ngọt à? Nó ngọt nó không lắm đâu. Vâng, đúng rồi, cái gốc thì nó ngọt nhưng mà chỉ tội nó hơi già thôi. Nó ngọt lắm. Cái này ăn thì nó ngọt lịm mà. Cứ... Đấy, ngọt lắm. Ngọt lắm. Cắt em một màu, cắt em một màu ấy. Cắt cho em một đoạn, cắt lấy miếng này thôi. Không không. Ừ đúng rồi. Em ăn mà. Lấy miếng này, để miếng này. Ừ. Mặn đắng mà rất là ngọt rồi nhỉ. Cái đấy đến đỏ dừ nó ăn cái đoạn ngọt này hết. Vâng. Lấy đi chứ nào thấy cứ cưng thì bỏ. Ngon lắm, cái măng này xào thì ngon lắm. Nhưng mà riêng đặc biệt cái măng này ấy, xào là phải có nhiều mỡ thì nó mới ngon được, thì nó mới mềm măng. Chứ nếu mà cho ít mỡ là măng không có ngon đâu. Hôm nay thì có măng xào này, rồi thì canh cá nấu chua này. Rau bí nữa nhưng mà chắc là thôi nấu ít thôi. Chả biết bì nó bán một cân bao nhiêu rồi? 8.000. 8.000. 80.000 nào? 8.000. Ồ, 8.000 thôi hả? 8.000 với cả 10.000 thôi. Ờ, trước là được 30. Trước đây nó khác, bây giờ thì nó chỉ có 8.000 với 10.000 thôi. À, mới có 8.000 nhỉ? Vâng, rẻ lắm. Số ngày đòi gì mà. Vâng. Không cái bỏ công gùi đi xa quá. Rồi cái thôi già rồi. Cái để ăn sống thôi. Đây này, ở đây còn rau bí này. Rau bí nhà bác ấy. Mùa này nó không tốt đâu. Rau bí. Mùa kia thì nó mới tốt. Vâng, còn cái mùa này thì nó lạnh nên là nó cằn. Vẫn là măng đắng xào. Ở đây thì rau chủ yếu là măng thôi mọi người. Bây giờ thì đại ca đang vào làm đầu bếp làm món măng xào. Ồ, cái nồi gì đấy? Nồi gì đấy anh? Nói hết anh ăn không hết rồi, anh để một tí để kìa. À, nấu cá rồi đấy à? Ồ, vâng vâng. Nấu hết cũng ăn không hết. Ừ, đúng rồi, để lại. Vâng. Nấu hết làm gì, nấu nó nát ra, đun đi đun lại nó nát. Anh em mình nấu ăn, nấu hết cũng ăn không hết. Vâng, đúng rồi. Đấy, vừa sau thì mình chạy ra vườn, thì bác ở nhà bác nấu được nồi cá rồi.
Đấy, bây giờ thì là cái món măng xào. Bác bảo là ngọt lắm. Thật sự là cái măng của đồi nhà ông Trần này này rất là ngon mọi người ạ. Nó không đắng như măng ở bên này. Cái đồi nhà cháu Xính đâu. Lần trước mình cũng lấy đem xuống dưới Hà Giang cho em mình ấy, ăn cái khen ngon. Ui, có cái lọ mọ quá, lại còn luộc rau bí nữa này. Làm rất nhiều món ăn. Đấy, xem là hôm nay thì chỉ có hai anh em ở nhà thôi. Măng xào này. Đây là canh cá, cá mình mua lên đấy, bác ấy nấu một nửa, còn một nửa thì cất đi để đến chiều bác ấy ăn xong. Vâng, canh cá này nấu canh chua thì ngon lắm mọi người, quá tuyệt vời luôn. Cái khổ thân bác thì có một mình một thân mà bây giờ. Ai còn biết làm mà làm nhanh. Bà thì đi vắng, bây giờ là còn đang đang mất tích ý, không phải là đi vắng nữa mà còn chưa biết thế nào nữa. Tí nữa ăn nhanh mà còn không kịp. Cơm nước xong, Đồng Hải còn phải tranh thủ chạy xuống để đi sửa cái máy điện cho bác ấy. Xong rồi Đồng Hải sẽ đi quay xuống núi để đi xuống mấy cái nhà bà con của nhà bác Trần ấy để đi tìm xem cái bác gái đang ở đâu nữa cơ. Bây giờ thì bọn thằng Xính nó cũng không liên lạc được, mà thằng già thì nó cũng thế. Đâm ra là chúng nó cũng có bảo để sốt ruột đi tìm mẹ đâu. Thì thấy nói bảo là có người nhìn thấy đi bán măng ngoài chợ. Thế mà đi bán măng vậy suốt từ hôm thứ sáu đến giờ cơ, đêm nay thứ hai rồi, có nhiều người mất tích rồi. Và bây giờ thì anh em mình phải tranh thủ ăn cơm đã. Bác Trần này có cái món nồi ớt này nữa kìa, bữa nào cũng phải có cái nồi ớt chưng như này. Ở trên vùng cao này mọi người ăn ớt để cho nó ấm đấy. Cái này làm như thế nào? Đầu tương với sơn lợn. Đầu tương sơn lợn với gừng. Ăn được lâu lắm. Không ớt. Với ớt. À cái ăn lọ lâu. Cái lọ anh cứ để trong trong kia đấy gì? À cái chum ở nọ đấy. Cái số trắng kia. Vâng. Cái số trắng kia. Đấy. Nó không mời biết thôi. Nè. Đấy mọi người. Ăn thì mình mới cho ít canh vào. Cái món xương băm ra nhá. Xương băm dừ, xong bắt đầu xào lên mấy cái đậu. Có cái thịt, cái là thịt ba chỉ ấy, mà có là thịt ba chỉ mình thấy vào một nửa nữa. Cả thịt nữa, cả thịt cả xương. Cả thịt cả xương càng ngon. Xong có cho muối không? Có, có cho muối. Xong mới cả ớt. Cho mới cả ớt, cả gừng. Và cả ớt gừng, thế là để này ăn quanh năm. Thế là ăn được đâu. Món ăn của người vùng cao không có điện là như thế đấy mọi người ạ. Không biết làm này không ăn được đâu. Không có điện là rất là khổ. Cũng biết là nó thôi. Vâng. Bác Trần rất là khéo tay. Và làm món ăn rất là nhanh nhẹn. Đấy, bây giờ thì cơm đã dọn lên rồi. Cá thì cả nồi. Măng xào. Canh bí. Còn cái món kia bác đang đun nữa. Món này chắc chỉ bác ấy sử dụng được thôi. Đồng Hải không sử dụng được. Mọi người có thấy có ngon không nào? Nhất mắm. Món cơm nhà ông Trần đấy. Bây giờ thì cũng tương đối muộn rồi. Đói rồi. Đồng Hải mời tất cả quý khán giả trên kênh cùng ăn cơm với hai anh em của Đồng Hải nhá. Ăn xong rồi Đồng Hải còn phải tranh thủ đi sửa cái máy phát điện cho bác nữa kìa. Đây là kiểu sấy cơm vùng cao đây mọi người ạ. Cứ cả một tạp thế này này. Thôi, mời anh đi. Ăn đi anh ơi. Cơm đi. Rồi mời nhá. Ăn cơm. Dạ. Yeah.